Rồi nhà thứ hai đã gặp lại sau một tháng. Nhà anh kia chủ nhà ông quán này không biết. Chủ nhà ông quán này chỗ đông đông xe đấy. Dạ chút nữa quay lại bỏ đi sao. Bỏ đây trước, bỏ đây ba con trước, chút nữa quay lại bỏ cho anh xem. Chết ba con lớn trước đấy. Còn trước người ra sao rồi? Ở sao hả? Xe nắng thì nó khỏe. Bây giờ mấy anh này chứ còn trước ra luôn hả? Đưa ra sao hết á luôn mày. Đưa ra sao hết. Dạ dắt từng con em. Đi con cháu đi. Dọn bệnh buồn á, dắt mấy con đại về nữa, ăn uống gì đâu. Nhanh ghê không? Thở nhanh lớn không? Nó ăn có thôi cả gió ở đây cũng cả gió nó ăn hết, trưa cũng hết, chiều cũng hết. Đâu tới ăn suốt rồi. Nó ăn thôi chứ mà không cho nó ít uống lắm. Về nó có bạn mà nó quen nó uống rồi. Ừ, tính ra thói nhanh lớn đó. Nuôi thì thói lâu lớn mà lâu lâu lên gặp thói nhanh lớn ghê không? Không biết người lớn hay không, không biết. Hiền khô. Tụi mình chăm á. Anh thấy lạ, anh thấy lạ chứ không là nếu mà biết chủ đâu là quen rồi. Ông thì ông vô ông có rửa nó biết. Rửa biết. Quen. Ông rửa như con của ông luôn á. Dạ chứ nuôi bò là phải thương vậy chứ nó mới có tiền chứ. Ông nuôi bò mà cứ bó lơ làm sao được. Ông thì á, ông không có đi làm đâu thì ông ở trong chuồng bò miên thôi. Ném mày anh ra anh lừa cho. Nhanh lớn khiếp. Con mình nữa cho ăn kỹ sao á, nhanh lớn ghê quá. Không có kỹ được. Đi. Đi. Bao cái một tháng là giờ vô nhìn bò không ra nữa mà. Đi. Đó. Ở tồn, nhanh tồn đúng không? Rồi cứ cột tạm vô đấy rồi chút nữa rồi ở lại. Rồi. Chứ gì nó có cái sừng rồi hả? Chứ gì nó có cái sừng rồi hả? Ừ. Ê. Lôi. Chị cầm dùng dây con này đi. Em cột tạm lại đó rồi cái ấy nó có bò rồi là nó không có khá đâu, nó không có ra đâu. Dàn bò 3B là con nào nó cũng có chân sừng hết. Chỉ có trừ những dàn Mỹ Pháp là nó mới có chân sừng không. Giải bò lại đi hết rồi. Đi hết rồi. Bán được con nhiêu? Mấy chục? Đâu có được đâu. Bán lỗ thôi. Bán lỗ. Dạ, nuôi không nói thôi chứ. Nuôi nó không có thịt mà xương to mà không có thịt mà chi. Ê, kiếm kiếm cục rô mày bỏ trước máng này là nó. Con này pha có chắc nhất à. Để rô mày bỏ trước máng này. Có thêm 2 triệu nem kem mới có 1 tháng mà lên. Mấy ngày đầu về nó có biết ăn không? Không, nó ăn liền nè. Ăn liền vậy hả? Uống thôi nè, yếu nó à. Về rồi anh giờ anh quen. Về là nó ăn liền. Quen cái sao quen, ông đâu có cột, ông thả. Đấy không? Thầy tém nha, bò AB nuôi phải tém nha. Ôi nó không tắm hồi bữa nó nâng qua nó dễ nó ra hết luôn rồi chứ. Hiền lắm, con nào cũng hiền á. Con này tao thêm mặt mì già lắm. Con này mì Pháp. Muốn đi. Đi, đi. 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 Con này mình có tiêm thuốc gì không nhỉ? Bỏ đó tiêm tỏ dương sáng nó chứ còn cái single làm hết rồi. Không lái thôi. Đó, dạ.
Cho nó ăn thuốc, nó đâu muốn ăn. Ăn thuốc rồi lại không ăn. Ăn thuốc là bỏ trong cái túi á. Đó, bỏ trong túi nó không ăn rồi nhả ra, nó khôn lắm. bỏ trong trong chuối mà cũng biết luôn nè. Đó, nó nhả ra. Đấy, ba con đồng lứa 21 năm. Nhưng con về trước, hồi trước em 2 năm nay nó cỡ đôi rồi, tính ra giờ năm đồng lứa đó. Bốn con là đồng lứa. Kiếm hàng lớn không có. Hàng lỡ lỡ thì nuôi nhanh. Hàng lỡ thì nuôi cho nó nhanh. Hai con lỡ, hai con cục dừa ra lại cho nó năm nữa anh. Cục cao quá nó nằm được. Lên nó nhỏ mà sụt sụt lông mướt hay. Mướt mà nó lớn thói được luôn á. Mới con tháng phải không? Tính ra nó nhanh lớn như đâu phải dưỡng à. Anh về anh thấy bò anh lanh xanh. Nuôi cưng bò đúng nó muốc nó nhanh lắm. Giờ nuôi bò AB đây rồi, thấy bò lai cái tự nhiên ớn. Sợ bò lai. Bò làm gì mày? Không có gì đâu. Rồi, ok. Bò về tới nhà. Bò về tới nhà rồi đấy. Lần hai giờ đủ ô rồi, ô đây là ngang ra là làm bốn con là y luôn á. Rồi, đó. Chiếc em đây xuống. 18.500, phê đẹp cực kỳ luôn. Giá nhẹ nhàng. Còn hai con nữa giao bên kia nữa là xem. Hai con kia thì đi, không biết chủ nhà có cho quay video không. Con nào quay cho vô đi, vô thấy mong đùi không, mong đùi khiếp dây rồi đâu cầm nhau rồi, đúng rồi. Nuôi thứ con nào nhanh lớn không? Thôi. Đấy. Đấy. Đó mày giờ buồn nghe nhanh lớn cứ không? Bỏ mới có một tháng mấy ngày á. Một tháng mấy ngày mà lớn lớn thấy. Không. Nhưng mà nếu mà có một con nào nữa mà vô nhìn không biết đâu mà nó. Bỏ con tháng mấy ngày mà. Đông vui da bò, đông vui cực kỳ luôn đấy rồi. Mở lòng rồi về cứ cùng mỗi lần là bà con là thấy con bà bê đông về nó vui lắm. Thì giỏi, nuôi mà bán có tiền rồi là xem này cứ bà bê hết. Ý là bà muốn đặt lại con 16 rồi, có con 16. Có là ghiền. Bà chưa cả bà già luôn cũng ghiền đó. Có, có nhưng mà để tìm với vợ kẹp đời chốt người ta rồi. Chở giao người ta thì không để được. Em mai mốt đó. Dạ, để mai. Cứ có gì tung tin được. Rồi, ok. Chị đây em, chị đây. Cục nào cục mặt đường, nó rất mòn. Con này con đây biết con đó ai to hơn? Con đó tất nhiên to hơn rồi chứ. Con này số 3 nổ. Mẹ to ấy, mẹ nên to là được. Mẹ to đây à, ca to là được. Có mẹ ca to là được. Thôi chào hết nha. Đi nhậu. Giao bò con tôm lại được ăn cháo gà. Đợt nào giao bò con tôm cũng nhậu ly vi hết.